anh em xin giới thiệu với anh em nè, đây là một cái phôi mai, cây này cây sầu. Cây này thì anh em đã nhìn thấy nó là một cái cây mai lục lực, nhưng mà mình vô gọi là vô một thế quái. Khi mà mình cắt cây ra, thà mình cắt cây sao mà mình cứ gọi cái nết nuôi của mình nó hoàn thiện hơn, chứ đừng bây giờ mà cắt mà dư nghe anh em. Chủ nè, đường thang quái nó có một cái đầu chủ rất là đẹp. Thì anh em hướng dẫn với anh em cắt sao để cho mình nuôi cái cây mai để cho nó hoàn thiện, nó đẹp hơn nha. Và lý do tại sao em nên cắt những cái cành đó nghe anh em. Bây giờ đầu tiên trước là bây giờ em sẽ định hình mặt tiền. Mặt tiền thì em định hình nó nằm đây, độc chủ nằm đây, cành hai đi ha, cành này cành dư này, em phá nuôi cành này ra làm cành một. Đầu tiên phải làm gì? Cái kéo cắt bỏ những cành tạp đi. Cút rồi. Cành này em lựa chọn nó làm một cái cành một thì em rút ngắn nó lại cái. Bây giờ cái cành này nè, nó anh em nè, nó nằm trong cái đoạn cái vị trí mà gọi là che cái đoạn cái mặt tiền thì mình cắt lại. Mặc dù nó có thẹo nhưng mà cái thẹo nhỏ thì mình nuôi rất là nhanh nha. Em sẽ phá bỏ cái cành này. Anh em nhìn thấy không? Nó đã ra. Cút cành này để sau khi mà mình nuôi á, đây là một phong tàn, đây là một phong tàn, mình nuôi dàn trên nữa cho ra gì. Thì bây giờ mình sẽ rút ở đây. Anh em khi mà cắt cây á, thì anh em đừng bao giờ mà vấn đề mà gọi là cắt bằng cái mặt cắt là cứ thẳng vậy. Anh em mình phải cắt sao cho nó lơi lơi ra. Rồi em hỏi em sẽ giải thích cho anh em. Đây nó có một cái chi, em vẫn xài đây luôn nha. Tại vì khi mà mình lợp chi ra, chẳng hạn như anh em đang nhìn thấy nè, đây một cành phải không? Mình có một cái cành ở đây, mình lượn ở đây cái nữa. Nếu mà có chi thì càng tốt, không có cũng không sao, nhưng mà nó có nè. Mình lượn ở đây, nó lượn ở đây, lượn ở đây. Giờ độc chủ, em cắt độc chủ lùn xuống luôn. Đây nó có chi, một chi rất là nhỏ nè, nhưng mà em vẫn chừa luôn nha. Biết đâu nó có lên chỗ đó, để phải hút cái chân cho nó luôn. Tại vì cái đoạn co á, anh em nhìn thấy không, nó tới đây gọi là cái đoạn co đầu tiên đó. Anh em mình nuôi cái đoạn chủ á, dù đây nè, anh em mình nuôi cái đoạn chủ từ đây, mình vẽ theo cái đoạn co nó, mình nuôi thêm khoảng chừng một tấc nữa cái đoạn cây nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu anh em á chừa lên đây thì nó lại cao nó. Còn đây mình lợp cái đây nè một phong tàn nhỏ gọn nó mới giảm đục. Quay gần lại đi, chỉ cho anh em đục đây. Cái mặt thẹo nó nằm ở đây nè. Anh em mình đục làm sao để cho về sau á, mình nuôi cái mặt thẹo á, nó mau lành và nó lành rồi nó sẽ đẹp, nó liền hơn nha. Ở trên này thì mình đục tém lại. Ở trên này thì nó bằng rồi, mình đục tém cho nó ngọt thôi. Trời ơi mưa dữ người ta. Còn dưới này nè, mình đục làm sao để khi sau nó liền lại, nó bo tròn với cây mai. Thà một lần đau mình phải đục gì. Cái thằng đó nó chạy phân khối lớn, nó mượn xe tôi nó chưa trả nó trời. Mồi xuống dưới. Đục mồi xuống dưới nè. Nó bự hơn trên lệch. Ví dụ thằng kia nó 10 đi, thằng này mình trên lệch thêm một phân nữa, nhưng mà về sau nó lại đẹp. Chứ mình cắt ra cái mặt cắt nó vuông tràn đi đó, vậy sao nó kéo rồi nguyên cái cục co đó nó không đẹp. Đó anh em nhìn thấy không?
đó. Cái cũ cỡ gì chẳng hạn như em nói anh em nè, khi anh em đã bước vô chơi cây cảnh rồi, bất kỳ cái cây nào đó người ta gọi là bonsai. Bonsai là một cái mô hình thu nhỏ đó, bởi vậy cái tỷ lệ cái cây mai á nhất đế gì thăng ba tam cành thì á, khi bọn em xét cây á, bọn em sẽ xét những cái gọi là cái cây mai nào nó càng lùn càng tốt nha anh em, càng lùn càng tốt. Chẳng hạn như cây mai này à, ví dụ như á, đế cũ mà đường thân lắc léo gì, giá thì em công khai em để dưới màn hình cho anh em, tại vì em không có tiện nói ra. Thì anh em cứ nếu anh em muốn coi giá thì anh em chịu khó coi hết cái video này giúp em nha, giá em có để dưới màn hình đó. Nhỏ như vậy thôi mà anh em đảm bảo, anh em đôi khi có những cái rất là nhiều cái lô mai mình mới tuyển được những cái cây mai thế như vậy nha anh em. Lô mai bông đẹp luôn, em cua tài 68 mãi đỉnh nha anh em. Xin chào toàn thể anh em.